Đồng Quang Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 6 tháng 3 năm 2019. Thành Luân tôi xin trân trọng giới thiệu quý vị một số pho tượng để ô tô bằng gỗ hoàng dương rất chi là giá trị và quý hiếm. Gỗ hoàng dương đây, quý vị đang thấy đây. Ở trên tay tôi đang cầm đây là bức tượng Đạt Ma Sư Tổ. Đạt Ma Sư Tổ. Và phía bên đây là tượng Phật Tổ Như Lai. Hai pho tượng này hôm nay ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu là hai mẫu này để giới thiệu với quý vị khách hàng có nhu cầu muốn sở hữu mà để có pho tượng này lên táp lô ô tô này rất chi là đẹp. Tượng này nếu mà khi chúng ta mà có nhu cầu có thể là nhờ thầy cúng hô thần nhập tượng, chúng ta là thờ tượng ở trên mặt táp lô ô tô để may mắn cầu may. Đây chiếc xe của chúng tôi hiện tại là đang trưng bày hai pho tượng, một pho là Đạt Ma Sư Tổ, một pho Phật Tổ Như Lai. Để đây pho Phật Tổ Như Lai chúng tôi là đang để sẵn ở trên xe rồi. Quý khách nào có nhu cầu muốn sở hữu một trong hai các pho tượng như này hãy liên hệ với Thành Luân chúng tôi theo hai số điện thoại là 0967 110389 hoặc 0972 770 888. Các pho tượng này được làm 100% bằng gỗ hoàng dương. Gỗ hoàng dương này là của Trung Quốc. Đấy, ở mình cũng không có được. Và toàn bộ đục đục bằng CNC 4D đẳng cấp đỉnh cao. Rất đẹp, rất chi là đẹp. Và quý khách đừng quên đăng ký kênh của Thành Luân chúng tôi và subscribe kênh của Thành Luân để liên tục nhận được các thông báo về sản phẩm mà chúng tôi cập nhật hàng ngày. Liên hệ với Thành Luân chúng tôi theo hai số điện thoại là 0967 110389 hoặc 0972 770 888. Chúng tôi xin được tạm dừng video clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.